Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 8 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong các clip trước từ bài 1 tới bài 4 thì chúng ta đã nắm được đơn thức, đa thức, rồi chúng ta nắm về hàng đẳng thức, rồi phân tích đa thức thành nhân tử. Trong 4 bài đó thì nói chung bài nào cũng quan trọng, nhưng mà có bài số 3 về hàng đẳng thức đáng nhớ, 7 hàng thức đáng nhớ thì chúng ta cần phải nắm, học thuộc lòng, nhuần nhuyễn để chúng ta làm được bài tập các em nha. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em phần bài tập cuối chương 1. Trong này nó có 6 bài, thì có thể thầy sẽ quay từ 2 đến 3 clip các em nha. Cứ quay từ đầu hay từ đó, tầm khoảng 20 phút là thầy sẽ dừng rồi tiếp tục cho các em. Chúng ta sẽ đi sang bài số 1. Cho hai đa thức này, câu A. Người ta yêu cầu các em là tính giá trị mỗi đa thức A, B tại x bằng trừ 1, y bằng 1. Rồi khi mà chúng ta thay, trước khi mà chúng ta thay vô á, thì chúng ta xem thử là cái đa thức đó nó đã thu gọn chưa. Em hiểu nè. Nó đã thu gọn chưa? Như vậy chúng ta quan sát thì nó đã thu gọn rồi, đúng không? Thì giờ các em thay cho thôi. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ thay nhé. Chúng ta ghi là thay x bằng âm 1, y bằng 1 vào các đa thức ta được. Đó, ta ghi câu dẫn là như vậy nha. Như vậy A này bằng này. Bây giờ chúng ta lấy x bằng trừ 1, y bằng 1, ta thế vào x ở đây, x ở đây, y ở đây, đúng không? Như vậy 4 nhân âm 1 mũ 6 trừ 2 nhân ở đây cho âm 1 mũ 2, ở đây nhân cho 1 mũ 3 trừ 5 nhân ở đây cho âm 1, đúng không? Nhân đây cho 1 cộng cho 2. Âm 1 mũ 6. Mũ 6 là mũ chẵn, với số âm thì ra số dương. Như vậy 4 4 nhân ở đây cho 1, âm 1 mũ 6 thì bằng 1 trừ 2 âm 1 mũ 2. Mũ 2 cũng là mũ chẵn nên nó ra được số 1. Ở đây 1 mũ 3 cũng bằng 1. Trừ 5 âm 1 nhân âm 1, ở đây là âm 1 cứ để đó đi, 1 đây. Tí chúng ta làm một bước nữa. 4 nhân 1 bằng 1. À, 4 x 1 bằng 4 nhé. 2 x 1 bằng 1 bằng 2. Trừ 5 x trừ 1 bằng cộng 5 cộng 2. Trừ 2 cộng 2 bằng 0. 4 cộng 5 là bằng 9. Vậy thôi. Em hiểu không? Chúng ta kết luận nữa là xong nha. Vậy A bằng 9 tại x bằng âm 1 với lại y bằng 1. Xong. Ta đi sang ở câu B. Cái biểu thức B nha. Như vậy thì ở đây là 3 nhân ở đây trừ 1 bình phương nhân cho 1 mũ 3 cộng 5 nhân ở đây cho trừ 1 nhân đây cho 1 trừ 7. Âm 1 mũ 2 là bằng 1, 1 mũ 3 bằng 1, 5 nhân cho trừ 1 bằng trừ 5 trừ 7 bằng 3 trừ 5 trừ 7. Đó, 3 trừ 5 là bằng trừ 2, trừ 7, trừ 9. Ta kết luận ở đây vậy. B bằng âm 9 tại x bằng âm 1, y bằng 1. Xong, câu A. Ta nhìn xíu nè. Ok chưa? Ta sẽ đi sang câu B các em nhé. Câu này thì thầy nghĩ ai làm cũng được, tại vì chúng ta chỉ việc thế và chúng ta làm thôi, chúng ta tính thôi, nên là ai làm cũng được, đúng không? Ta đi sang ở câu B. Ở đây người ta yêu cầu các em tính A cộng B. Để tính này thì chúng ta cho nó vào ngoặc đi, 4x mũ 6. Rồi, cứ cho vào ngoặc cho thầy. B đúng nè. Rồi ok, bây giờ chúng ta bỏ ngoặc ra để chúng ta nhóm ha. Dấu cộng đứng lên trước dấu ngoặc nên chúng ta bỏ ngoặc ra, chúng ta không đổi gì về dấu cả nha. Không có đổi gì về dấu cả các em nhé. Khi dấu trừ đứng lên trước dấu ngoặc thì chúng ta mới đổi dấu, còn không thì cứ để nguyên đó. Bây giờ chúng ta nhóm này, 4x mũ 6 để nguyên đó, không có đồng dạng với thằng nào, chúng ta không nhóm, nhóm thằng này với thằng này này. Giữa các nhóm thì chúng ta cho nó là dấu cộng và mở ngoặc ra. Cái dấu trừ ở đây
cái dấu trừ của nó thì em rinh vào trong ngoặc luôn nha. Giữa các nhóm cứ là dấu cộng cho thầy, thằng này với thằng này một nhóm đó, thằng này với thằng này một nhóm. Rồi ok, như vậy 4x mũ 6 này cứ ghi lại, trừ 2 cộng 3, trừ 2 cộng 3 thì bằng là cộng 1, mà số 1 không cần viết nên ta viết, nghĩa là cái này chúng ta tính bằng là 1x mũ 2 y mũ 3 đấy. 1x mũ 2 y mũ 3 thì số 1 không còn viết, nó chúng ta chỉ viết cái phần biến thôi, x mũ 2 y mũ 3 thôi. 2 thằng này trừ tiêu bằng 0, 2 trừ 7 là bằng trừ 5, xong vậy thôi. Bây giờ chúng ta tính a trừ b. Lấy này trừ này ha, ta viết lại. Rồi ok, như vậy thì a trừ b bằng, chúng ta cái ngoặc này đằng trước người ta không ghi, nghĩa là dấu gì, dấu cộng, ta bỏ ngoặc ra, không đổi gì về dấu cả. Ở đây đằng trước này là dấu dấu trừ, trước dấu ngoặc ta bỏ ngoặc ra và đổi dấu thôi. Cộng 7, trừ thành cộng, cộng thành trừ, trừ thành cộng này. 4x mũ 6 để đó. Bây giờ người ta nhóm này, thằng này với thằng này một nhóm. Đó. À, tiếp tục. Thằng này với thằng này một nhóm. Cộng 2 cộng 7. À, như vậy thì đây là a trừ b. Này, như vậy chúng ta có 4x mũ 6 trừ 5x mũ 2 y mũ 3 trừ 5 trừ 5 trở thành trừ 10x y cộng 9. Rồi xong câu B. Để rồi ta sẽ đi sang ở cái bài số 2 các em nha, đúng không? Bài số 2 người ta yêu cầu các em thực hiện phép tính ha. Thực hiện phép tính ở đây thì các em nhân đơn thức. Câu A thì nhân đơn thức với đa thức, đúng không nào? Ở đây cái đề bài người ta ghi lại nha, người ta lấy đây nhân vào đây, nhân vào đây và nhân vào đây. Trong quá trình nhân thì các em bỏ dấu thầy luôn nha. Trừ với trừ nè, các em thấy không? Trừ với trừ thành cộng, được không? Chúng ta nhân rồi đổi dấu luôn được nào, hay là chúng ta ghi lại như này thôi, thầy sợ các em không hiểu nên là thôi thầy sẽ cố gắng ghi lại cho nó dễ hiểu nha. Đó là dấu cộng này, chúng ta lấy này nhân vào đây, gọi là bài bản đấy em. Nhân này cho âm 3 cộng tiếp âm 1 phần 3 a mũ 2 b, nhân đây cho 9 b mũ 3, được chưa? Đó, bằng tiếp này, trừ 1 phần 3 nhân cho âm 6 trừ trừ thành cộng, như vậy bằng 2. A mũ 2 nhân A là bằng A mũ 3, B nhân B mũ 2 là bằng B mũ 3, đúng không? Okay. Ok, cộng nhân trừ, trừ với trừ thành cộng này, 1 đúng không? A mũ 2 nhân A là bằng A mũ 3 B, trừ nhân cộng thành trừ ở đây, 1 phần 3 nhân 9 bằng 3, A mũ 2, B mũ mấy, B mũ 4, xong. Xong câu A ha, ta đi sang câu B. Cái đề bài này chúng ta sẽ ghi lại. Như vậy thì thằng này nè, đây chính là gì? Đây chính là hạng thức số 6, chiều nghịch. Nó có dạng là A cộng B nhân ở đây cho A bình trừ AB cộng B bình. Như vậy cái bài này chúng ta chỉ cần ghi lại trở thành là gì game?
nó là hàng đẳng thức số 6 thì nó ra được là A mũ 2 cả mũ 3 cộng B mũ 2 tất cả mũ 3, và kết quả ở đây sẽ bằng là A mũ 6 cộng cho B mũ 6. Xong, chả làm gì hết chứ. Nếu như em không thấy được như vậy nha, nếu em không thấy được như vậy thì chúng ta bắt buộc phải nhân vô, lấy A này nhân vô hết vô đây, lấy cái B này nhân hết vô đây, chúng ta trừ tiêu thì nó vẫn ra được A mũ 6 cộng B mũ 6. Nhưng ở đây nó chính là hàng đẳng thức số 6 chiều nghịch các em nha, hiểu không? Đây, sang ở câu C. Câu C đây là chia các em ha. Chia thì chúng ta sẽ lấy hệ số chia hệ số và biến chia biến. Ở đây các em lấy âm 5 chia cho 15 phần 2 nhân này x mũ 3 chia x nhân này y mũ 2 chia y mũ 2 nhân này z chia cho z, được chưa? Như vậy âm 5 chia cho 15 phần 2. Đây, bấm luôn cho các em thấy này. Nhiều lúc lát lát nó sai, các em nói này nói nọ mệt lắm. Bằng âm 2 phần 3 nhân này x mũ 3 chia x là bằng x mũ 2 này. Cái này bằng 1, cái này bằng 1 mà thôi. Xong. Xong câu C các. Được chưa? Bây giờ chúng ta đi sang câu D. Câu D thì bây giờ chúng ta sẽ lấy cái đa thức này, chúng ta lấy cái này chia cho này bằng này 8x mũ 4 y mũ 2. Em chia đây cho âm 2x mũ 2 y mũ 2. Đây phép trừ thì chúng ta ghi trừ 10x mũ 2 y mũ 4 chia ở đây cho âm 2x mũ 2 y mũ 2, đúng không? Cộng 12x mũ 3 y mũ 5, ta chia đây cho âm 2x mũ 2 y mũ 2. Rồi, bây giờ chia thôi. 8 chia âm 2 là bằng âm 4, đúng không? X mũ 4 chia x mũ 2 là bằng x mũ 2, y mũ 2 chia y mũ 2 hết. Trừ chia trừ thì thành cộng, 10 chia 2 bằng 5. X mũ 2 chia x mũ 2 hết, y mũ 4 chia y mũ 2 là bằng y mũ 2. Cộng với trừ thành trừ, 12 chia 2 bằng 6. X mũ 3 chia x mũ 2 là bằng x, y mũ 5 chia y mũ 2 là bằng y mũ 3. Xong. Đó. Ok chưa? Thầy quan sát là mới có 13 phút. 13 phút chắc thầy sẽ làm cho em ở cái bài số 3 nữa. Các em nhận bài số 3 này nha. Viết mọi biểu thức sau dưới dạng bình phương lập phương của một tổng hợp một hiệu. Đây chính là hàng thức số mấy? Đây chính là hàng đẳng thức số 1 chiều nghịch. Như vậy ở đây câu A bằng này. Trong đó A chúng ta đây chính là x, và B đây chính là bằng 1 phần 4 này. X và 1 phần 4, đúng không? Như vậy chúng ta viết trở thành là x bình phương cộng, theo hàng đẳng thức thì nó phải có số 2, nhân cho A chúng ta là x, và nhân cho B là đó chính là 1 phần 4, cộng đây cho 1 phần 4 bình phương. Như vậy kết quả ở đây sẽ bằng là x cộng 1 phần 4 tất cả bình phương. Xong. Hiểu chưa? Ok. Câu B. Đây chính là hàng thức số mấy? Đây chính là hàng thức số 2 chiều nghịch. Ở đây là 5x và đây chính là y. A chúng ta là 5x và B chính là y. Như vậy bằng, ở đây là 5x tất cả bình phương trừ 2 nhân 5x nhân y, đúng nào, cộng cho y bình phương. Như vậy kết quả chúng ta sẽ là 5x trừ y tất cả bình phương. Xong nha. Câu C. Đây chính là hàng thức số mấy? Số 4 chiều nghịch. Ở đây chính là x và đây chính là 3y. Ta nhìn vô là chúng ta sẽ biết ngay. Tới thời điểm bây giờ ôn tập thì chúng ta quá rành này rồi, đúng không? Như vậy bằng ở đây x mũ 3 cộng 3 này nhân này x bình phương này nhân cho 3y này, đúng không? Cộng 3 nhân cho x nhân cho 3y
tất cả bình phương và cộng ở đây cho 3y mũ 3. Như vậy ở kết quả ở đây sẽ là x cộng cho 3y tất cả mũ 3. Hiểu chưa? Ở đây là hình thức số 5. Chiều nghịch. Ở đây sẽ là 2x và đây sẽ là y. Đúng không? Nhưng mà câu D chúng ta viết trở thành là gì? 2x tất cả mũ 3 trừ 3 nhân ở đây cho 2x tất cả mũ 2 nhân cho y cộng đây cho 3 nhân 2x nhân y bình phương và trừ đây cho y mũ 3. Nhưng mà kết quả ở đây sẽ bằng là 2x trừ y tất cả mũ 3. Xong. Được chưa? Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc các em nha. Trong clip sau thầy sẽ quay cho các em 3 bài còn lại là 4, 5, 6. Ok. Chúc em học tốt. Bye bye nha.